tự chở đi xuống cây bàn farm bán mà trái cây á, mùa hè này nè, mở cửa 9 giờ tới 1 giờ. Coi ở nhà xem Nam Mỹ bán những trái cây mà ở trong vườn đem ra nó kêu bằng farm vậy đó. Farmer market. Farmer market. Em đừng có che cái kiến của con. Kiến bên hông này nè. Khó coi, khó động. Okay. Lên chút xíu. Sắp ra cái bàn farm market. Con voi này con đẹp quá à. Mà tím mà thấy màu cà là thích liền. Màu tím hoa cà. Tới tu hành. Đây là những cái ăn uống đồ ngoài trời. Nó thích tắm nắng lắm. Vendor là nhiều cửa hàng cửa chợ và sạp bán vendor mấy người bán hàng cả nhà đó thuốc thì đủ thứ ra đây ha. Bữa nay bầu trời nó rớt à. Cả nhà đại gia đình anh chị em và các cháu
đi lại coi cái farm market phải không? Farm market. Chị mình hướng dẫn ha. Cái này mới này mà không được dài. Gái mua. Này quà sinh nhật con gái nè. Nhà xem nha, gái mình á. Này ra đâu dài mới mua nè. Đôi này mua năm cỡ ha. 2.99 2 đô giống như đâu 50 đô nhẹ dữ lắm cả nhà. Đây là cái khu bán đồ hả? À, bán cà phê, bán bánh ấm. À, thấy người ta sắp hàng chưa? Đứng ở đây được rồi, đứng ở đứng chỗ sắp hàng. Đây nha, mình quay cho cả nhà xem gian hàng bán bánh đồ ăn ấy. Đây kia bên kia mình đâu mua bánh đâu à? Quay cho coi gian hàng bánh không? Ừ. Em hai đứa nhỏ thấy thương ấy. Đây là những cái loại mà bánh muffin không thịt làm về về trái cây á, thấy không? Không, bánh làm cái cây thịt giờ, thịt turkey, thịt gà, thịt gà lôi vậy hả? Thấy không không vậy? Có thấy, có để hết người viên người coi. Dạ em đứng nha, kế bên đây. Đi bên kia đây, nó bán nhiều hơn à. Ok, xuống đi. Ok. Okay. Yes, I think it's đây người nó nha các. Từ đây đi, mình hỏi này đi. Một cuối đây hồi vòng lại. Cái này nó làm bằng sắt hả? Hi. Morning. Chà bí. Sắt. It's pretty cool. Cái bàn tay của mình á. Ok. Thank you. Thì hồi nãy chỉ bên kia là đồ ăn á. Bánh ăn scone. Hi, how are you doing? Good, thanks. Got scone. Some tea mugs with tea bags and honey, and I've also got some scones. Okay, thank you. Bánh ngọt. Có quay rồi. Cái này là trà. Này có chữ á, có chữ gì nữa. Thank you. Thanks guys, have a good one. You too, thank thanks. You. Dầm dầm đó, dầm máy. Ồ, có khối ra nữa nè. Đá, đá. Cái đá này khô. Là đồ đông đá. You want another bag for this? Này cái đó là cheese, cái này khô mai, cái này khô mai với cái này là xúc xích.
The bees are going to bother you all day. All day. So used to it. Well, I should be used to it, but. Cả nhà xem đây là gian hàng phô mai, cũng như là phô mai xúc xích đồ mình mua về ăn nhé. Cái này đồ Ý là pasta hả? Pasta cái này pasta hay là Mỹ phải thay lại gì cái đồ của người Ý ăn á, à người Ý Italy. Còn cái này là xúc xích với phô mai em chẳng luôn. Ăn chó đẹp quá. Hello. Hi. How are you? I'm good. How are you? How are you doing? Good. Cái này là mushroom. Ừ. À. Oh, trời ơi, đông lạnh này ra tới khói luôn ha. Con quay con dọn. Còn cái này là cua với lobster. À, cua với lobster. Cái này là kêu là seafood. Cái này tắm lại seafood ha. Yes. This is eggplant parmesan, frozen. Yep. Đứng gần hai người đứng ngoài. Hi, good morning. How are you? Good. These are postcards? Those are note cards. Note cards. The boxes are boxes of 10. No, we do have postcards over here. Over here, okay. Mm-hmm. These are magnets? Yeah, take one. Put it on your fridge or online. Thank you. Sure. Này bỏ lên cái tủ lạnh đó. Thank you. You too. Đẹp nè. Đẹp quay ngay đó. Nè cái này có nè. Ờ đúng rồi.
hành á, cho dưa hấu thì đúng rồi nha. Cháu giống dưa hấu ở Việt Nam mà không có. Có biết lựa mấy trái đó. Cái gì vậy? À, 2 đồng pound. Mắc á. Ok, hành này ngon lắm, còn hành hương á. Đó là một bó 3 đồng. Cái hành này thơm á, nó nhỏ nhỏ. Còn đi hồi đi Pennsylvania mua mấy cái đó chấm đó. Ừ. 50 xu một pound à. Nè, nay quay đây giống nè. Nè, đây quay rồi. Nè. Nhỏ đi chợ. Đẹp. Đẹp lắm, chụp hình đó, chụp hình coi. Ok. Rồi chào lại nha ta. Đây là gì? À, áo. Nè em ông có giới thiệu luôn nè. Hi. 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 Do you custom make the shirts or? Dùng nhông máy à. These t-shirts? Yeah. Mm-hmm. Oh, okay. Nhìn nó in lên áo. À có bây giờ trong máy quay bây giờ máy. Thấy mà. Thank you. We just celebrated 35 years, so. Oh, wow. Yeah. Nice. Thank you. Thank you. You also have the International Postal Cleaning on the 25th coming up. Oh yeah? So do we sign up for that or? You can sign up for our email list. Okay. You don't sign up, you can just come. Okay. Cũng như là mình giúp lụm rác cái bãi biển á, cũng như là cho tốt cái con giường á. Okay, I'll sign up. The 25th. I can sign up. Yeah. Yeah. Này cháu nó kêu ta tặng tiền mà cho anh ta mà dọn gác ra bãi biển ha cả nhà. Dọn gác bãi biển. Heavy duty in a bucket too, like a bucket full of drinks, and you can just throw it in there and then open it. Okay. So 9 a.m. have to be there. Yes. Are you guys gonna be there? What? Are you guys gonna be there? Yes. Yes. Thứ bảy ngày 25 cái biển Tappan Beach 9 giờ là cái chỗ mà bãi biển kia con đưa giống đi á. Nó đi lụm rác, đi giúp họ lụm rác. Giống như tử rồi tới kia nó cái bạn con gấu chó rồi. Cái mà nó để cái tử ngoài nhà mới nè. Nè con quay ống mày, quay ống mày cho nắng được. Bữa nay mình đưa cho cả nhà đi xem cái nhà farm á, cái farm chợ gần nhà, farm market gần nhà. Lấy cái cảnh con đứng đây, con lấy cảnh phía sau đi. Đây là đứng đây, đứng đây. Coi hết những cái bán rồi.
Đây là bán rau củ nè. Cải à. Cái này tự trồng ở nhà đem ra bán á. Bông này sắp chết rồi. Hướng dương. Ở nhà ấy ăn cả này không à. Bắp 8 cho xương trái. Bắp 8 cho xương trái. À, mình đi đi hái táo lắm, không mua bắp nhiều hơn, nó rẻ hơn. Hồi đi hái táo lắm. Đây đây. Hi, hello, how are you? I'm good, how are you? Jalapeno bread? Yeah, cheddar jalapeno. Wow. Spicy. Yes. Yeah. But it's more of a flavorful spice than anything. But if you like spicy, because I really like spicy, but it's really good. Yeah. Which one is that? That's the half loaves that are over there. Is there? Yep. Này có ớt trọng không? À, bánh này có ớt. I can give you a discount too. I can give you 2 for $10. Great. I just have to find somebody that can help me finish it. They freeze very well, so if you think it's too much, don't worry. Không biết người nào thích ăn bánh mì á, với thích ăn cay á, là món này. Nhà mình đâu có ai thích ăn cay. Nhà không ai thích ăn cay hết. Ăn theo thôi. Have a good day. You too. Mày. Nào mới. Tay con thì chợ không đi. Mì phỏng á. Pickle. Pickle. Này đồ gì chua. Hi. How much are these? $10. These are red flannel, sweet and sour. Sweet and sour, and these are classic bread and butter. And these? Those are jalapeno. Oh. Horseradish, spicy sour, full sour garlic, kosher dill, half sour. And these are 10 as well? Yeah, they're all 10. Mày như này rồi đồ dưa chua vậy. Mày nó kêu bằng ra em mà Việt Nam cái ông mà đào gì á. Má ơi cảnh này cả nhà xem đó. Mày đang quay phim nè, biết làm gì đây nè. Này mấy đại nào đang quay phim nè. Gái này đang mua cho Dũng dưa leo. Mua dưa leo hả con? Dưa leo. Đây, ok. Hỏi nhiều? 10. 10 đô. Mấy trái dưa leo. Cái này gì hẳn phim hay vậy? Ai biết đâu. Không vấn ai. Đây, cờ Mỹ đây. Ở nhà ơi. Cờ Mỹ bay phất phới. Đang phỏng vấn. Đang phỏng vấn. Này không biết cái gì. Con nó đem qua xe chắc à.
Hi, how are you? Good, how are you? Yeah, hi. Bánh. Rồi bánh mì quá trời ổ thì bự bự không nè cả nhà nè. Này ở ra cho về lại chứ. Need that, yeah, and like we also okay. Cái nhà xem họ đi coi mua đồ mấy chục gian hàng, gái chắc đem leo ra ngoài xe, người nào dắt chó theo đó, cái nhà xem hay vui không, họ thích tắm nắng lắm. Vậy chút xíu mình ra về lại nha. Cảm ơn cả nhà, đại gia đình, anh chị em và cháu. Ngày mới tươi đẹp, ngày mới an lành hạnh phúc. Giờ được 983 sập rồi, còn 17 sập nữa đủ 1000. Cảm ơn cả nhà 900 mấy người với những người tương lai nữa. Giờ chúc cho nhiều may mắn hết nha. Ok, ngày nào được thì mình ăn mừng nhậu online. Ok.